Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Mummer ở The He, tiếng Pháp, Let's Play Elker, là một bộ phim hài chính kịch năm 1971 của Pháp, do Louis Mail viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn. Được viết dưới dạng bán tự truyện của Mail, bộ phim kể về câu chuyện tuổi mới lớn của một cậu bé 14 tuổi, lớn lên trong một môi trường tư sản Pháp sau Thế chiến thứ hai, bị vướng vào một mối quan hệ phức tạp với người mẹ Ý hấp dẫn của anh ta. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Lee Massari, Bino Ferro, Daniel Zelin, Michael Londeo và Gila von Weiterhausen. Sau đây là cốt truyện của bộ phim. Charlotte là một bác sĩ giàu có và thành đạt. Anh ta kết hôn với Clara, một cô gái người Ý nhỏ hơn mình 15 tuổi. Tại thời điểm kết hôn, anh ta đã có tới 3 người con trai với người vợ trước. Tuy nhiên cả ba đều tỏ ra yêu quý và gần gũi với người mẹ kế trẻ tuổi, cả về tuổi tác và tính khí so với người cha. Bộ phim mở đầu bằng một cuộc lộn xộn trong gia đình, và sau khi kết thúc, chúng ta mới phát hiện ra rằng Lee Massari là người mẹ. Cô ấy trông giống như một người chị gái, một người bạn thân, hơn là một người mẹ, với những đứa con trai của mình. Hai con trai lớn Thomas và Mark là những đứa trẻ thích chơi khăm khét tiếng, trong khi con trai út Lauren lại cá tính và chu đáo. Lauren cũng chứng kiến cảnh Clara gặp gỡ một người tình, khi thấy cô bước vào một chiếc xe ô tô của một người đàn ông bí ẩn nào đó mà anh ta không nhận ra. Tức giận, anh ta chạy đến nói với bố, nhưng Charlotte đang bận rộn với công việc nên không quan tâm đến anh ta. Một đêm, Thomas và Mark đưa Lauren đến một nhà chứa, nơi Lauren đánh mất trinh tiết của mình cho một cô gái điếm Vera, trước khi họ bị những người anh em say xỉn phá rối. Thất vọng, Lauren rời đi trong một chuyến đi dã ngoại, nơi anh ta bị sốt phát ban đỏ và bị bỏ lại với bệnh tim tái phát. Lauren nằm liệt giường và được Clara và người giúp việc Augusta của họ chăm sóc và giải trí. Khi Lauren yêu cầu điều trị tại một viện điều dưỡng, anh và Clara nhận phòng tại một khách sạn. Tại đây, Lauren quan tâm đến hai cô gái trẻ ở khách sạn, Helen và Danfe, đồng thời theo dõi mẹ anh trong bồn tắm. Căng thẳng tình dục giữa hai người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ cuộc nói chuyện thân thiện của họ, Clara thú nhận với Lauren chuyện ngoại tình của cô và sau đó rời đi để gặp người tình của mình, nhưng trở lại đầy đau khổ sau khi họ chia tay. Lauren an ủi cô và họ đã quan hệ tình dục. Clara nói với Lauren rằng mối quan hệ loạn luân này sẽ không được lặp lại và họ thực sự hối hận. Sau đó Lauren rời khỏi phòng họ, và sau khi cố gắng quyến rũ Helen không thành công, anh ta đã qua đêm với Danfe. Mummer ở The He là một trong những bộ phim kinh điển về những vấn đề cấm kỵ trong mối quan hệ giữa mẹ và con trai, được giới phê bình đánh giá là một bộ phim kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố hài kịch, chính kịch và tự truyện trong một bức chân dung chân thực về sự trưởng thành giới tính sớm của một cậu bé vị thành niên. Bối cảnh của bộ phim diễn ra vào năm 1954 sau chiến tranh, vì vậy một bà mẹ kế người Ý lại có thể hòa thuận và thân thiện với những đứa con riêng của chồng là một chi tiết khá lạ lùng. Hầu hết những điều hư hỏng của thanh niên phương Tây đều có ở đây: hút thuốc, uống rượu, gái mại dâm, trộm cắp vặt, mê quần áo phụ nữ và đùa giỡn thô bạo. Cả Lauren và hai anh trai của anh ta đều là những đứa trẻ kiêu căng với những hành vi gây khó chịu. Họ đối xử với người giúp việc của gia đình khá tệ và cư xử như những đứa trẻ con nhà giàu hư hỏng bất cần. Một vấn đề nữa trong bộ phim đó là sự không chung thủy của các cặp vợ chồng. Ngoài Clara rõ ràng đã có người tình riêng, bộ phim cũng gợi ý về sự không chung thủy của Charlotte khi bị Lauren bắt gặp anh ta với một người phụ nữ trong tình trạng cởi quần áo. Đây là bộ phim nói về tuổi mới lớn và thực sự là một kiệt tác, một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Pháp, nhưng rõ ràng bộ phim lại không dành cho lứa tuổi này. Thay vào đó, đây là một bộ phim tốt cho các bậc cha mẹ hiểu hơn về lứa tuổi này để đánh giá và xem xét lại cách cư xử với con cái. Cách tiếp cận của phim là nhẹ nhàng, cảnh loạn luân được miêu tả và che đậy một cách rất khéo léo. Cảnh cuối cùng với tiếng cười kéo dài gượng gạo của tất cả những người có liên quan, giống như một bản nhạc hài hước, kết thúc và giải phóng mọi vấn đề giữa họ. Tôi thật sự thích bộ phim này, vừa gây sốc vừa sâu sắc. Đây là một trong những bộ phim về tuổi mới lớn hay nhất từng được thực hiện. Tất cả chúng ta đều mất đi sự ngây thơ của mình tại một số thời điểm trong cuộc đời. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ nhớ về nó như một kỷ niệm,
và tiếp tục với cuộc sống hàng ngày đang tiếp diễn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.